Xin chào bạn, tôi Tú Phan. Thì video này chúng ta sẽ làm cái trò game này bạn. Trò game mà nó tương bóng như này. Nó cũng tương đối là dễ thôi. Rồi, đầu tiên là chúng ta sẽ di chuyển cái anh màu đỏ bên dưới hứng cái quả bóng bên trên. Chỉ đơn giản thôi. Rồi tôi phân tích từ từ các bạn. Thứ nhất là chúng ta sẽ có được cái thanh màu đỏ dưới nè, di chuyển qua trái phải nè. Đó. Rồi, thì muốn di chuyển thanh màu đỏ trái phải thì chúng ta coi cái thanh đó sao. Thì tôi nhìn là tôi biết là chúng ta sẽ chỉnh cái thết mu rồi, nghĩa là này, thấy chưa, thanh màu đỏ nè, khi ông thết mu để di chuyển cái qua trái phải và nó sẽ bị giới hạn về vị trí ha, theo phương ngang. Xong thôi là chúng ta lít đó thì nó sẽ di chuyển được giới hạn trong cái ô vuông thôi, nó không ra ngoài nữa. Hai cái thanh đỏ, mình nhìn thanh đỏ nè, ok ha. Xong tiếp theo về cái phần quan trọng nhất là trái banh. Rồi trái banh làm sao nó tương tương được, thì ban đầu trái banh nó cần phải có một cái lực đẩy lên trên, gọi là cái lực đẩy ban đầu á bạn. Thì ta sẽ dạo cho banh thì chúng ta xem cái lực đẩy nó ban đầu rồi. Cho banh chúng ta là cái sphere nè. Rồi, thì ban đầu cho banh chúng ta nó sẽ có cái lực đẩy đúng không? Lực đẩy thì bạn sử dụng cái gì ta? Sử dụng cái set physics, tính chất vật lý. Đây là nó tùy chỉnh hả? Nó tùy chỉnh nè. Set physics. Rồi thì cái xếp cái xịt này bạn, là chúng ta cho nó cái có cái lực đẩy vào để coi độ đúng không, đúng rồi hay là ok. Nghĩa là ban đầu á, cái viên chiếc cái banh này bạn, nó cần phải có lực đẩy lên, nó lực lực đẩy ban đầu thôi, khi mới bắt đầu chơi thôi. Người ta sử dụng cái nó xếp cái xịt này, lực đẩy theo cái hướng nào thì bạn theo cái hướng z hướng trừ 8 này bạn, là z hướng ngược hướng, thấy giờ thì hướng lên đó. Rồi ok ha, là cần phải có cái lực đẩy ban đầu thôi, chứ đơn giản thôi, lưu ý là chỉ ban đầu ha, chứ bạn không thể nào sử dụng cái đất mu được. Cái đất mu là nó là làm cho cái đối tượng ta di chuyển liên tục theo cái hướng nào đó luôn, liên tục luôn bạn, nghe là có lực đẩy hoài luôn á. Còn khi tôi sử dụng cái xếp phí xịt mà chỉnh cái này nè, chỉ có cái lực đẩy ban đầu thôi. Rồi nếu mà lực đẩy ban đầu rồi á, thì làm sao cho cái quả banh nó nhồi được ta, thì bắt đầu ta sẽ chỉnh cho cái đầu nãy cho trái banh. Như là trái banh này ta chỉnh cái chất liệu, như ta chỉnh cái chất liệu là như cái banh tennis vậy, có độ đàn hồi. Thì chỉnh nó đâu bạn, chỉnh nó trong đây nè. Cái banh này ta sẽ cho tính vật lý là dynamic ha, đây nè. Rồi còn cái là còn cái độ nhảy, độ nọ nhảy của nó thì bạn chỉnh cái bao nè, độ nảy của nó bao nè, tối đa luôn bạn. Ban đầu như nó có không ít mấy vậy, người ta chỉnh tối đa là một luôn nè, và kèm theo đó là lực friction, là cái lực ma sát ta cho bằng không luôn nè. Nhưng mà cái banh này là nó không có bị ma sát, nó không có lực cản bạn, không có lực ma sát, nó chỉ có lực nảy lớn nhất thôi, nó rất là nhồi luôn. Đó là lý do tại sao là khi trái banh nó va chạm những cái bất kỳ đối tượng nào, bất kỳ đối tượng nào từ cái vách cho đến cái những cái vuông màu vàng á, thì nó cũng đều nảy đi lại chứ, là do ta chỉnh được cái đó đó. Lưu ý hai cái, hàng một là cái phao là lớn nhất là một, hai là cái lực ma sát bằng không, chỉ đơn giản vậy thôi. Rồi thì xong được cái phần quan trọng rồi, còn cái này là chúng ta va chạm với cái đối tượng nào đó thì chúng ta sẽ thua, nó văng thành từng mảnh vỡ vụn. Thì thật ra khi mà xem nè, ta chạm với cái thanh đỏ đỏ dưới đây nè bạn, nè ta chạm với cái lần gạch ta đỏ nè, ta để đối tượng đại khái là cho chúng ta không hứng được cái tranh màu vàng á, khi ta rớt xuống đây thì ta đụng đến cái đối tượng này chúng ta sẽ thua vậy thôi nè. Ta sẽ cố tình không có hứng cho anh để cho nó rớt xuống dưới này nè, thấy chưa, nó dễ thôi. Rồi tiếp theo tới gì nữa ta, tới làm sao trước khi cho anh đụng với những cái hộp màu vàng vàng ở trên á thì sao, thì nó sẽ ta sẽ được điểm. Rồi ta sẽ rớt ra đồng xu và văng thành từng mảnh vụn. Thật ra mấy cái đó nó dễ lắm, nó ta làm nhiều rồi. Rồi ta lít vô những cái hộp đó cho xem thử. Đây là những cái hộp nè. Rồi những cái hộp này thì khi mà nó va chạm với cái banh chúng ta thì sao bạn, thì nó bị damage, là nó bị tổn thương một máu, tổn thương một máu. Mà những cái khối hộp này chúng ta cho nó đúng một máu thôi. Trường hợp là những cái cửa sau mà bạn làm khó thì bạn có thể chỉnh cái máu nó tăng lên là ba bốn máu, nên là phải chạm ba bốn lần thì nó mới bị tiêu diệt. Còn những cái cửa đầu nếu mà bạn cho nó dễ á, thì bạn chỉnh nó là máu là một thôi, nó như là chỉ cần cái banh vàng nè ta đụng những cái hộp này nè đúng một lần thôi, thấy không, nó sẽ bị vỡ ra văng thành từng mảnh vụn. Vỡ ra thì bạn sử dụng cái tùy chọn là đây nè, mà vỡ ra thôi nó. Rồi những cái còn lại phụ đó bạn, như văng thành từng mảnh vụn thì bạn những cái đó quá dễ rồi, cộng điểm thì bạn như add cộng điểm như thôi, những cái đó quá dễ rồi, khỏi nói. Tao chỉ nói phần quan trọng ha. Rồi đây bây giờ nó văng thành từng mảnh vụn và nó sẽ ra những cái đồng xu,
Điểm thì cơ bản đây nó sẽ có hai phần các bạn. Một là bên tay trái là điểm, nghĩa là mỗi lần ta làm vỡ được đó là một điểm. Còn phần tay phải là tiền xu thì nó hên xui. Có khi có cái hộp thì nó dân xu, có hộp thì nó không có. Thì dân xu làm sao thì chúng ta sử dụng cái tỷ lệ gì? Tỷ lệ như 50-50 gì đó. Đây là tỷ lệ 50-50 random nè. Nghĩa là có hai trường hợp thôi. Một trường hợp có thể là có xu, trường hợp thứ hai là không có xu, nó gì thôi. Nghĩa là khi nó vỡ ra những cái hộp màu vàng á, khi mà chúng ta làm cho nó vỡ ra thì ta đã được một cái điểm bên tay trái là 4 điểm nè. Còn bên tay phải là xu nè. Thì xu thì nó sẽ hên xui tỷ lệ 50-50 bằng. Giờ chúng ta để thì chọn này nè, random nè. Random có hai trường hợp. Ok ha, khi ta đụng tiền xu chúng ta tăng được cái tiền xu chúng ta lên, tiền xu là coin đó bạn. Không bị cho rõ ha, tiền xu là coin. Đây coin nè. Còn điểm là pawn. Đó, tiền xu là coin nè, coin. Còn điểm là pawn. Ok, rồi chỉ đơn giản như thôi bạn. Rồi ta kết thúc video này đi. Còn cái thanh chắn ngang ở trên bao nhiêu phần trăm bạn thì đó người ta bắt buộc phải dùng chỉnh code rồi. Người ta sẽ dùng những cái nốt có sẵn á, những xin lỗi những cái nốt mà người khác người ta lập trình sẵn á. Chứ chúng ta không có sử dụng trực tiếp được những cái nốt có trong Bipod được. Người ta phải chỉnh sửa code trong đây. Rồi cái đó thì để sau này đi. Tôi kết thúc video này đi. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.